6 người phụ nữ ảnh hưởng nhất phong kiến Việt Nam. Người phụ nữ mở nghiệp nhà Trần. Trần Thị Dung sống dưới thời vua Lý Cao Tông, là con của Trần Lý, người giàu có và thế lực ở Lưu Gia, nay là làng Lưu Xá, huyện Hưng Hà, Thái Bình. Năm 1209, hoàng tử Sảm, vua Lý Huệ Tông sau này chạy loạn đến Lưu Gia và đem lòng cảm mến bà. Năm 1216, bà được sắc phong và trở thành hoàng hậu cuối cùng của nhà Lý. Bà sinh được hai công chúa là Thuận Thiên và Chiêu Thánh. Năm 1224, bà cùng điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ ép vua truyền ngôi cho Lý Chiêu Thánh. Sau đó hai người để cháu ruột của mình là Trần Cảnh trở thành chồng của nữ vương. Một năm sau, vua khi ấy mới 7 tuổi nhường ngôi cho chồng. Từ đây, nhà Trần bắt đầu với vị vua đầu tiên là Trần Cảnh, Trần Thái Tông. Công chúa là điệp viên cấp cao của nhà Trần. Năm 1279, quân Minh mở cuộc chiến phục thù, tiến đánh Đại Việt lần thứ hai. Để bảo toàn lực lượng cho quân tướng nhà Trần, An Tư công chúa đã kết hôn với Trấn Nam Vương của nhà Nguyên, Thoát Hoang. Bà đã làm nhiệm vụ mật báo nhiều tin tức quan trọng. Không lâu sau đó, quân Trần phản công khắp các mặt trận khiến cho quân Nguyên đại bại, Thoát Hoang phải chui vào ống đồng trốn về nước. Công chúa Việt đầu tiên tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài. Công chúa Nguyễn Phúc Như Mai sinh năm 1905, con gái của vua Hàm Nghi là phụ nữ đầu tiên của Việt Nam đỗ thạc sĩ nông lâm. Cuốn Các Vương Phi, công chúa, nữ cung triều Nguyễn viết bà được gửi đến Paris học, thi vào Đại học Nông Lâm, đỗ thứ năm. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ nông lâm ở Pháp, bà trở lại Algeria. Sau đó, bà quay lại Pháp làm và tiếp tục học để lấy bằng về hóa học. Bà làm việc tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Pháp, rồi đến tỉnh Đắk Đô nhờ và Corrèze. Tại quê mẹ là tỉnh Corrèze, bà hỗ trợ dân nghèo bằng kỹ thuật trồng trọt. Nữ trạng nguyên đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Việt Nam. Nguyễn Thị Duệ sống vào cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, quê ở làng Kiệt Đặc, nay là phường Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Năm 10 tuổi, bà đã biết làm văn thơ. Đến khi nhà Mạc mở khoa thi, bà giả trai, lấy tên là Nguyễn Ngọc Du đi thi. Bà vượt qua kỳ thi hương, hội về đình để rồi trở thành người đổ đầu. Khi ấy, bà mới chỉ khoảng 17 đến 20 tuổi. Công chúa đầu tiên lấy chồng người nước ngoài. Công chúa Huyền Trân là con gái vua Trần Nhân Tông, em gái Trần Anh Tông. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tháng 6 năm 1306, vua Trần Anh Tông gả công chúa Huyền Trân cho chúa Chiêm Thành là Chế Mân, theo lời hứa trước đây của Trần Nhân Tông. Một năm sau, Chế Mân chết, vua Trần Anh Tông sai tướng Trần Khắc Chung cướp bà về vì theo tục lệ Chiêm Thành, nếu vua mất thì hoàng hậu phải lên giàn hỏa thiêu. Sau đó, bà xuất gia và mất vào năm 1340. Công chúa lấy vua của hai triều đại đối địch. Công chúa Lê Ngọc Bình sinh năm 1783 là con út vua Lê Hiển Tông và chiêu nghi Nguyễn Thị Điều. Bà là em gái cùng cha khác mẹ với công chúa Ngọc Hân. Công chúa Ngọc Bình nổi tiếng đẹp sắc nước hương trời, cơ thể có mùi hương vô cùng cuốn hút. Bà có hai đời chồng là vua của hai vương triều đối địch nhau, Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn và Gia Long triều Nguyễn.